tôi nói thiệt với chị, cái chuyện tối hôm qua tôi sợ muốn chết luôn á. Chồng của chị có những cái hành động mà nó lạ lùng lắm. Trời ơi, may cho tôi đó nha, may là cái tủ đó, chứ nếu mà là tôi á, mà ông đâm mà ông gạch, ông khứa, ông khắc, là tôi cũng thịt nát xương tan rồi. Sợ lắm. Nhưng mà phải thiệt không hay là anh ngủ mơ? Mơ cái gì, tôi thức mà. Tôi nhìn thấy 100% luôn á. Nghe nè. Gì? Chồng chị ghê quá. Tôi nói thiệt á, chồng chị có bị bệnh không? Ý anh là sao? Ví dụ như là mộng du, hay là tâm thần phân liệt, hay là bị tai biến nhẹ. Thôi, anh nói bậy không à. Chồng em là hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì hết trơn á. Không có gì sao có những cái hành động lạ lùng vậy trời, thấy ghê quá. Không. Nhưng mà nói đúng ra thì từ khi ổng vô đây ổng ở nè, ổng mới phát cái kiểu mà dạng như bệnh như anh nói đó. Kiểu thấy ghê phải không? Kiểu thấy ghê đúng không? Chị cũng phát hiện ra chồng chị thấy ghê đúng không? Tôi chết rồi chị ơi. Cái gì nữa? Có khi nào? Cái gì? Chồng chị bị nhập. Cái gì nhập? Ma nhập. Ờ, thôi đi anh ơi. Người cõi âm nhập. Thôi, làm gì có chuyện đó. Quá. Không có, bây giờ em hỏi anh nè, ai? Không lẽ giờ, ý anh nói là chị Phương nhập đúng không? Thôi đi anh ơi. Em nói anh nghe nè, tất cả mọi người đều nói với em chị Phương là một người rất là hiền lành. Làm gì có chuyện mà chỉ làm mấy cái chuyện hại người đó, anh hiểu không? Bởi vậy bây giờ mình phải đặt cái dấu chấm hỏi. Tại sao chồng chị như vậy? Mà nếu mà chồng chị bị nhập thì cũng lạ ha. Tại sao không nhập chị mà lại nhập chồng chị? Ủa, thôi nha, chuyện như mắc mới gì nhập em. Nhập chị mới đúng đó. Tại sao? Là tại vì trong người của chị nè, đang mang trái tim của Phương. Phương phải về đây nhập chị để đòi lại trái tim. Còn không á, là nhập chị. Chắc có lẽ lúc còn sống có cái điều gì đó mà Phương chưa có thực hiện được, cho nên còn ấm ức, cho nên bây giờ về trăn trối lại để nói với chị, để chị làm giùm cho Phương cái điều đó, rồi Phương mới yên lòng đi đầu thai, hiểu không? Không có đâu. Anh đừng có đi xa. Gì vậy? Phải đứng gần nhau. Trời ơi, nói chuyện quẩy âm mà đi xa, không đoàn kết là nó bắt từng đứa, hiểu không? Nói cho chị nghe. Gì? Còn nếu mà Phương không nhập chị, chắc chắn là đang nhập chồng chị. Nữa, vô lý nha. Mình phải lý giải. Mình lý giải là chồng chị làm cái chuyện gì đó có lỗi với Phương. Gì vậy anh? Chồng em với chị Phương trước đây chưa hề gặp nhau, làm gì có chuyện mà chồng em làm gì có lỗi với chị Phương? Chị phải để ý chồng chị đi. Chị có thấy là từ ngày chồng chị đến đây nè, đúng không? Cái mặt của chồng chị bây giờ nó thay đổi. Cái sắc mặt không còn là con người, chị thấy không? Sơ sạc, tiêu tủy, mắt thì thâm quầng, hai con mắt thụt ra phía sau như hai cái giếng. Bắt từng đống đẩy bão bỏ mà có những cái hành vi lạ luôn lắm. Công nhận không? Công nhận. Mặt anh cũng y chang vậy luôn. Mặt cũng thâm quầng, thụt ra phía sau, mặt ngoài tiêu tủy sơ sát, y chang luôn đó. Trời ơi trời, tôi đẹp trai lắm à. Nè. Trời đúng quá. Quỷ nào xấu dữ vậy trời. Hai cái giếng. Anh đó. Quỷ hồn. Nãy giờ anh cũng thâm quần đó. Sao giờ tôi xấu dữ vậy? Sao tôi có một đêm thôi hả? Trời, có một đêm mà tôi tiều tụy vậy hả? Tại chồng chị á. Mắc gì tại chồng em? Tại vì ngủ chung với chồng chị có một đêm thôi đó, mà chồng chị làm tôi sợ mà vậy đó. Tại vì chồng em cũng mất ngủ giống anh. Tôi mất ngủ, còn chồng chị làm gì mất ngủ? Chị không đặt ra cái câu hỏi là tại sao mất ngủ. Vậy chứ tại sao anh mất ngủ? Tôi sợ. Thì chồng em cũng sợ. Chồng chị sợ cái gì? Hả? Tôi sợ là đúng rồi. Chồng chị đâu có cái gì đâu mà sợ. Chị thấy rõ ràng không? Thôi mệt, anh hù quá. Anh toàn hỏi mấy cái câu mà em không thể nào em giải đáp được cho anh hết trơn á. Trời ơi, phải giải đáp chứ. Chị không để ý chồng chị gì hết trơn, trời vậy. Hả? Ông sợ cái gì bây giờ chị giải đáp được không? Chị phải đặt một cái dấu hỏi. Nguyên cái dấu hỏi. Tại sao chồng chị sợ? Anh nói đúng. Đúng không? Chồng chị bị nhập, đúng không? Không phải bị nhập. Em biết rồi. Chắc có lẽ là tại bây giờ á, ảnh đang ngủ trong một cái phòng của người mới chết, cho nên ảnh sợ, đúng không? Không, chồng chị bị nhập. Nhập cái gì mà nhập anh? Trời ơi, chị phải quan tâm đến chồng chị. Chị không quan tâm hả? Là càng ngày càng nắng, càng ngày càng nắng. Trời ơi, lúc đó ổng có thể, ổng sẽ giết người. Làm gì?
vui. Không vui gì? Ốc nổi lên sợ quá. Ốc nổi lên quá. Anh Toàn nói làm nhảm không à? Em muốn nói chuyện. Trời, chị Hằng, chị Hằng. Không, tôi nói không chuyện với anh nữa. Trời, tôi nói thiệt 100% đó chị Hằng. Chị Hằng. Trời ơi, chồng bà bị nhập. Chắc luôn bị nhập. Không có vui. Vậy rồi hả? Anh ăn gì không? Để em đi mua. Thôi được rồi, anh cũng không đói. Cái tủ bị sao vậy anh? Anh cũng biết nữa. Lúc sáng dậy thì anh đã thấy cái tủ bị như vậy rồi. Chắc là do thằng cu hù. Tối qua ngủ đây nè. Anh suy nghĩ gì vậy? Đâu có gì đâu. Em xin lỗi anh nha. Em đã hiểu lầm anh rồi. Thiệt tình á, em cũng mệt mỏi quá. Anh, tối nay an tâm về đây lại rồi. Em nghĩ sáng mai ấy, vợ chồng mình nên rời khỏi đây về Sài Gòn nha anh. Bà lên sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Em cũng tính một lát nữa lên nói hết mọi chuyện với bà Len, sẵn từ giả luôn. Anh sợ là không kịp nữa. Anh nói vậy là sao? Cô Phương không muốn vợ chồng mình rời khỏi căn nhà này. Anh bình tĩnh lại đi. Không có cô Phương nào ở đây hết trơn á. Cái chuyện đi hay ở là do vợ chồng mình quyết định. Anh hiểu không? Không. Cô Phương đang hiện diện ở đây. Bác nên khoác thêm áo vào để giữ sức khỏe. Bác Len à, cho con xin lỗi chuyện hôm trước nha. Con không có cố ý nói như vậy. Và sẵn đây con cũng xin phép bác là ngày mai tụi con sẽ về lại Sài Gòn. Bác yên tâm đi, khi nào tụi con sắp xếp được thời gian, tụi con sẽ lên đây thăm bác. Còn về việc của vợ con á, bác cứ gọi vợ con là Phương đi à, không sao đâu. Sự thật vẫn là sự thật. Con Phương nó chết rồi. Cậu với lại con Phương, cậu với lại cô Hằng mới làm đám cưới hả? Dạ. Nhìn cô cậu thấy hạnh phúc quá à. Tôi cũng vui. Cậu cố mà giữ nha. Dạ, con cảm ơn bác. Mẹ, gọi ta là bác được rồi. Dạ. Dạ thưa bác, vợ chồng con xin phép bác ngày mai về lại Sài Gòn. Sẵn tiện con gửi trả lại bác cái khăn. Con biết là cái khăn thêu này á, bác thêu để tặng chị Phương, cho nên con không thể nào giữ nó được bác à. Giữ lấy đi con, coi như đó là kỷ niệm của bác. Con Phương nó chết rồi, đâu cần dùng đến cái khăn này nữa. Con giữ gìn sức khỏe. Con rảnh
thì về thăm bà già này nha con. Thôi không không, tôi không sao. Cô cậu về mạnh giỏi nha. Bác, để cô đưa bác vào trong. Thôi nha. Thôi thôi, không sao. Chết, em giữ nó sẽ mang lại những niềm gỡ, em có hiểu hay không? Anh sao vậy? Anh như thế nào? Tại sao ích kỷ như vậy? Một chút kỷ niệm còn lại anh cũng không cho em giữ là sao? Anh nói mà em không hiểu hả? Em giữ cái khăn này là cô Phương cứ đeo bám vợ chồng mình hoài, lúc nào cũng muốn phá nát hạnh phúc gia đình của mình. Tại sao em phải đòi giữ nó đi làm cái gì? Anh trả cho em lại cái khăn. Dẹp đi. Anh là... sao vậy? Anh sao tay anh đầy máu vậy? Sao tay anh đầy máu vậy?